cháu ngồi thì ông đi xem thợ ông đi hàn khung xe tạp phỏng để cái khung này nó lâu ngày nó hàn thì ra nó yếu rồi, bây giờ nó phải cắt đứt cái khung cũ đi đưa khung mới vào. Nên là cái khung này chơi tạp phỏng mà cái khung để hàng
Xong để cho con xong rồi gửi con cho ông bà nhá. Các cháu xem là nhớ bấm máy ủng hộ ủng hộ like chia sẻ, xin chào tạm biệt các cháu, hẹn các cháu tuần sau nhé.